Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Và câu hỏi cũng được đặt ra nhiều nhất trong thời gian này đó là em nên mua Exciter 150 hay 155 khi mà em thích kiểu dáng của chiếc Air 150 và giá thành của nó hiện tại đang gần như là bằng giá đề xuất hoặc là thấp hơn giá đề xuất nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm video so sánh giữa phiên bản Exciter 150 và 155 ở cả phiên bản tiêu chuẩn này và phiên bản cao cấp nữa, để cho các bạn có thể hình dung ra được những cái gì khác biệt mạnh nhất để đem đến một cái sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân nha. Thì đầu tiên nhìn về phía trước ở vẻ bề ngoài thì chúng ta đã thấy hai cụm đèn của chiếc 155 nó hoàn toàn tách biệt nhau. Đó, ở trên là đèn chiếu gần, ở dưới là đèn chiếu xa. Còn chiếc 150 là nó tập trung vô một cái chóa đèn à. Rồi cái đèn đề mi nó cũng, mình bật hai cái đèn đề mi luôn nè. Hình dáng nó cũng khác nhau nữa nè, các bạn thấy không? Đèn xi nhan cũng vậy, kiểu dáng cũng sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà nó cùng nằm một cái góc rất là thông minh, là cả người chạy kế bên và cả người chạy phía trước đều có thể nhìn thấy, chứ nó không quá ngu đần giống mấy con NVS. NVS thì nó chỉ chiếu về phía ngoài trước thôi. Đó, về kiểu dáng nè. Thì chiếc 150 đang bán cho nên anh nhân viên này đang hướng dẫn khách sử dụng. Bạn nào mà không biết chạy xe côn tay thì nhân viên đại lý tất nhiên sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cách chạy xe côn tay để cho thành thạo ha. Còn về cái phanh trước thì cả phiên bản Exciter 150 và 155 phiên bản tiêu chuẩn thì đều là thắng đĩa một piston ha. Đó, đây nè. Rồi, nó có cái đầu chắn bùn ở chiếc 155 có sẵn, còn chiếc này các bạn phải gắn, 150 là phải gắn nha. Cái két nước thì cả hai bên nó đều chống chân như nhau. Phụ kiện của chiếc 155 thì nó chưa có về. Đó, thì một cái chắn bùn á thì 155 có sẵn, còn 150 không có, còn hai cái két nước thì đều không có. Đây là kiểu dáng nhìn từ phía bên hông nè. Về cái độ dốc của yên á thì gần như là nó giống như nhau. Có một chiếc 155 á thì nó lại dốc mạnh hơn ha. Hai cái tầng yên của nó là tách biệt mạnh hơn. Theo cái kiểu dáng solo gì đó của Yamaha nó nói nó biết. Thì nói chung kiểu dáng thiết kế yên xe của chiếc Exciter lúc nào nó cũng có hơi hướng thể thao. Rồi, về cái này cái gì đây, cái sên, thông số kỹ thuật đi. Thông số kỹ thuật thì chiếc phiên bản Exciter 150 là 117kg nha. Còn Air 155, đây để mình quay cho các bạn coi kỹ hơn, là 119kg, tức là nó nặng hơn 2kg so với phiên bản Exciter 150. Còn phiên bản cao cấp 155 thì nó nặng hơn 2kg nữa so với phiên bản 155 mà phiên bản tiêu chuẩn. Đó là 155, cao cấp là 121kg, tiêu chuẩn là 119 như mình vừa quay đó. Còn 150 á là 117kg, thì cái số cân nặng nó cũng không quá xê xích với nhau, cũng không thành vấn đề gì đâu. Về cái hệ thống ống xả thì 155 nó đã được cải thiện hơn. Ống xả và bô xe nó được bố trí cho công suất đầu gạt tối ưu với bộ xúc tác giúp lục sạch khí thải. Bổ sung tấm lót sợi thủy tinh ở bên trong ống giảm thanh đó, cho tiếng bô nó trầm, nó đanh gọn và nó giảm cái độ ồn. Rồi đây là cái đuôi xe nè, cái đèn lái cũng như là cái dè phía sau. Nhiều bạn thì lại thích cái dè của 150. Tuy nhiên thì mình thấy cái dè thiết kế theo kiểu Yamaha EG1 á, con cá chê G1 và kể cả cái đèn lái phía sau nè, thì nó cũng đã phù hợp với kiểu dáng từ cái phần đầu cho tới cái phần ốp sườn của chiếc 155 rồi. Nếu như mà đổi qua cái dè kia thì mình sợ nó không phù hợp với xe nữa. Nói chung là tùy sở thích của mọi người thôi. Mình nghĩ là khoảng một thời gian nữa thì trước sau gì nó cũng sẽ ra cái dè chế của chiếc xe này thôi. Về cái hệ thống làm mát rồi thông gió này nọ, chiếc 150 thì nó có phần nó không bằng so với 155, tất nhiên là thiết kế sau mà, nó có một cái vài lỗ thông gió đây thôi. Còn 155 thì nó hướng tới cái tính khí động học nhiều hơn. Các bạn thấy là một cái rãnh nè, một cái rãnh để gió nó lùa vào, thì gió nó sẽ lùa vào cái chỗ mà chắn bùn nãy mình quay cho các bạn xem, nó có lỗ á, rồi nó sẽ đi theo cái hướng rãnh đó, nó ra phía sau luôn, thì cái tính khí động học của nó nhiều hơn so với Exciter 150. Còn về phiên bản cao cấp của 155 á, thì chàng chi tết nè mọi người, quay chiếc xe là thấy không khí tết. Thì nó sẵn tiện hồi nãy quay hai màu đen rồi, thì bây giờ là màu đen nhám luôn. Ở phiên bản cao cấp này thì cái điểm khác biệt mạnh nhất so với hai phiên bản lúc nãy, thứ nhất đó là sử dụng khóa thông minh Smart Key. Đây, đó, nó có sự an toàn hơn so với hai phiên bản chìa khóa thường. Tuy nhiên chìa khóa thường thì các bạn sẽ dễ sử dụng hơn. Cái đặc điểm thứ hai đó là có cổng sạc điện thoại. Các bạn thấy cái lỗ không? Đó, thì cái chỗ này là cổng sạc điện thoại 12V. Bạn nào muốn sử dụng thì phải mua một cái cổng chuyển đổi nữa. Yamaha nó vậy đó, nó không có sạc trực tiếp giống như là bên Honda là cắm được cái USB tiện lợi hơn. Rồi, cái đặc điểm nữa so với Exciter 150 á, thì 155 sẽ được trang bị VVA,
VVA thì nói chung là nó sẽ hỗ trợ vận hành ổn định hơn ở cái tốc độ cao, từ đâu 7.000 7.400 gì đó là có thể mở VVA lên rồi. Khác với 150 thì 155 nó được trang bị 4 bản đồ đánh lửa thay vì một bản đồ đánh lửa như là Exeter 150, thì nó sẽ tối ưu hiệu năng cái động cơ vượt trội hơn. Thời điểm đánh lửa và lượng phun nhiên liệu nó được thiết lập theo tốc độ của động cơ và độ mở của bướm ga. Đó, từ số 1 đến số 3 là hai bản đồ đánh lửa, từ 4 đến 6 là hai bản đồ đánh lửa nữa. Cái dè của nó ở phía trong này có cái phần gang hay thép gì nữa nè mọi người. Đó, mình thấy cảm giác nó rất là chắc chắn hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó bền hơn, mình nó cứng cáp hơn so với phiên bản trước. Một phiên bản cao cấp thì nó chỉ có màu đen nhám nha, còn phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ là màu đen bóng thôi chứ mọi người. Mỗi phiên bản nó có một màu đen riêng nha, nó không bị trùng lập với nhau, chỉ có trắng đỏ với đỏ nó bị trùng lập thôi. Rồi về phần tem thì tem thể thao GC từ đời 150 thì tất nhiên nó đã có rồi, có từ lâu rồi đó, thì nó nằm ở phía trên trên này. Còn phiên bản 155 thì bây giờ nó thiết kế nó dời xuống dưới để cho cái chữ Exeter nó nằm ở trên. Nói chung là về cái phần tem nổi thì Exeter luôn đẹp. Mức tiêu hao nhiên liệu thì từ 2.0 lít trên 100 km thành 2.09 lít trên 100 km. Thì nói chung là nó hao nhiên liệu hơn tại vì nó 155 phân khối mà. Rồi về cái bình xăng á, thì từ 4.2 lít của chiếc Exeter 150 đã lên 5.4 lít ở Exeter 155. Và đặc biệt á, là nó tăng góc phun xăng từ 15 độ lên 18 độ. À, và số lỗ phun xăng á, từ 6 lỗ của 150 lên 10 lỗ ở 155 là nó gần bằng cái con G1 luôn. Tại vì con G1 nó là 12 lỗ, tức là 150 10 lỗ là rất là ghê rồi đó. Nó giúp xăng là phun tơi hơn, hòa trộn tốt hơn và tăng cái hiệu suất đốt cháy công suất động cơ. Nãy mình mới đi đổ xăng, xăng A95 hình như là đâu 16.000 mấy một lít á, nó lên nữa rồi đó mọi người. Bữa hổm mới đổ đây cái này 15.000, giờ nó lên nữa rồi. À, dịch Covid qua thì nó lên, hồi đó nhớ cái thời dịch Covid á thì có 10-11.000 lít. Qua dịch kinh tế nó lên từ từ rồi. Rồi vậy cái đây mình mở catalog cho các bạn xem những cái điểm mạnh nữa của chiếc này nữa ha. So với 150 thì clip này so sánh giữa 155 với 150 mà, thì nó sẽ có thêm một cái bộ ly hợp nè, nó tăng khả năng bám côn, chống trượt côn và chống bó cứng bánh sau khi dồn số tốc độ cao. Cái này nó cũng an toàn hơn cho người dùng nữa. Ngoài cái chuyện mà mọi người tin vào cái ABS nhiều hơn thì cái chuyện mà bộ ly hợp đó, nó chống bó cứng bánh sau nó cũng rất là an toàn nữa ha. Đó. Rồi cái công suất thì nó đã lên 17.7 mã lực, mạnh hơn 17% so với phiên bản Exciter 150, và đặc biệt có cái van biến thiên như mình nói lúc nãy nè. Còn ở bên trong thì nó có cái gì đây ta? À, cái hệ thống giảm sóc trước á, cái phục trước á, thì nó đã tinh chỉnh từ 90 lên 100. Thì mình nghĩ là cái phục trước nó sẽ cải thiện được phần nào. Còn mấy cái này thì đa phần nó như là cái chiếc Exciter 150. Mấy cái tính năng này nó sẽ có một cái vài điểm khác biệt nhỏ. Như là cái xích kính nè, rồi cái đèn hậu, đèn này thiết kế theo kiểu G1 á. Có điện sạc điện thoại nữa thôi, còn mọi cái thì nó giống nhau. Còn đây là cái bảng màu xe. Thì giá hiện tại của Exeter 155 phiên bản tiêu chuẩn là 51.900.000 đồng, còn ở phiên bản cao cấp nó dao động từ 54.900 đến 55.900 tùy theo màu ha. Và giá mình báo thì nó có thể thay đổi theo từng thời điểm nữa chứ nó không cố định nha. Còn Exeter 150 giá của nó vẫn dao động đâu đó trên 40 triệu, mua Exeter không bao giờ lầm nha, giá nó ít xuống lắm.